Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Hôm nay á, Mùi chia sẻ với cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch năm 2023. Cũng là ngày giỗ nội, là ngày đoàn tụ con cháu sum vầy. Đây là những ngày con cháu tưởng nhớ đến ngày giỗ nội và dâng lên những cái món ăn bình thường đơn giản ở quê, cúng ông bà tổ tiên, và đặc biệt hôm nay là ngày giỗ của nội, làm những cái món ăn rất là đơn giản ở quê, ví dụ như là món ăn chả giò này, hoặc là món cuốn này, hoặc là món nấu đĩa xào. Nó rất là đơn giản nha cả nhà, hoặc là thêm một ít rau thơm chẳng hạn. Vậy khi mình cúng xong thì mình đi hóa vàng đó, đốt quần áo ví tiền cho ông bà tổ tiên nè, gọi là một chút lòng thành của con cháu, rất là ý nghĩa cả nhà. Đây là các con các cháu đang hóa vàng để cho cúng đi cho các cụ. Đây là phong tục ngày giỗ của quê hương Mùi Trái Cây đó cả nhà. Còn cả nhà thì sao ạ? Giờ thì mời cả nhà cùng ăn với gia đình Mùi Trái Cây nhé. Tất cả các món ăn đều là do con cháu tự làm nha cả nhà. Nhà em số gia đình cây hay ở trong này đông vui. Cái cho bác là
Hôm nay mọi người đều đeo kính nhỉ, bất tâm đeo kính nhỉ. Nhiều người ra.